Để tớ xem đã. Jimmy, tớ chẳng nghe cậu nói gì cả. Sao thế? Tớ đang tự hỏi đây. Cậu đang ngẫm nghĩ à? Hành tinh từ đâu mà có? Maxen muốn bàn đến tốc độ ánh sáng nữa, phải không? Nếu như cậu muốn thám hiểm vũ trụ thì tớ giúp cậu được đấy. Tớ có 4 cái kính viễn vọng này. Cậu đang ở đâu thế? Ở Chile. Đó là VLT, kính viễn vọng lớn nhất thế giới. Các cậu đang ở phía Bắc, còn tớ thì đang ở phía Nam. Mình chơi một chút chứ. Nào, Jimmy, Maxen, tới đài thiên văn Modern. Chúng đang hướng về không gian. Cậu đừng làm thế, Sammy. Câu hỏi của cậu về vụ nổ Big Bang, về sự hình thành vũ trụ, các vì sao sẽ được trả lời thôi. Chúng tôi đang ở đài thiên văn Modern. Ở đây, các kính viễn vọng không lớn như VLT ở Chile, nơi mà hiện Brest đang có mặt. Nhưng những cái kính này vẫn được các sinh viên hay là những nhà thiên văn nghiệp dư như chúng ta sử dụng. Brest, bầu trời của cậu ở bán cầu Nam thế nào? Bầu trời à, sáng lắm. Do chênh lệch múi giờ nên bây giờ là 6 giờ kém ở Pháp đấy. Tớ đang quan sát mặt trời. Cậu đen cho mà coi. Dân nhưng trong tất cả các đêm, người ta làm việc rất nhiều. Ta có thể tận hưởng được một bầu trời siêu trong. Do đó không phải là ngẫu nhiên khi người ta đã quyết định đặt kính viễn vọng VLT ở sa mạc như thế này nhé. Ở đây, ta quan sát các ngôi sao trong những điều kiện tốt nhất. 350 đêm trong một năm. Thật đáng công. Khi bắt lấy ánh sáng của các tinh tú qua những cái gương, các kính viễn vọng đã làm đảo lộn quan niệm của chúng ta về vũ trụ, tinh vân thiên hà, các vì sao mới, nebulae, galaxy, supernova. Các hình ảnh cho phép ta khám phá được những bí ẩn của vũ trụ, nhưng các câu hỏi vẫn còn đó. Để quan sát các dòng tinh tú, ta phải xác định các dòng sao. Dòng sao đó là tập hợp các ngôi sao vẽ trong bầu trời dưới các hình dạng không xác định. Ví dụ như chữ V kép, đó là Cassiope. Còn cái này là tiểu hùng tinh. Ngay phía đầu, ta thấy được ngôi sao nổi tiếng nhất của bán cầu Bắc, sao Polaire. Màn đêm đã buông xuống ở Chile. Ở đây không có sao Polaire. Chúng ta đang ở bán cầu Nam, nhưng cũng tương đương như thế. Nhìn đằng sau tôi xem nào, đó là dấu thập phương Nam. Hai ngôi sao giao nhau, tuyệt thật. Cái mà ta thấy khắp nơi trên hành tinh, đó là dải ngân hà, thiên hà của chúng ta. Nó đẹp thật. Xuống xe nào. Trái đất là một phần trong số 9 hành tinh quanh mặt trời. Tóm tắt nào. Sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa hình thành nên những hành tinh rắn ở thể đất. Xa hơn là những hành tinh thuộc thể khí. Sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Dương, sao Hải Dương. Còn thiếu sao Diêm Dương, một hành tinh nằm một bên. Dù sao mặt trời nó vẫn thuộc thể đất, hành tinh duy nhất quay theo một cách khác. Nó có vẻ lớn nhỉ? Le Soleil fait partie des 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. Hơn nữa, mặt trời là một phần trong số 200 tỷ ngôi sao tạo nên thiên hà của chúng ta. Nó hình thành nên một hình xoắn ốc với trung tâm là sự tập trung các ngôi sao. Từ đó các cánh tay phân tán ra. Chúng ta hệ mặt trời, chúng tôi tìm thấy ở một trong những cánh tay này trong ngoại vi. Khi tôi nhìn thiên hà từ trái đất, tôi nhìn nó theo chiều sâu. Vì các ngôi sao dồn lại hình thành một dải gọi là dải ngân hà. L'accumulation d'étoiles forme une bande que les anciens ont baptisée la Voie lactée.
Giải ngân hà là một thiên hà bình thường trong số hàng tỷ các thiên hà khác. Với chiếc diễn vọng kính này, ta có thể quan sát được những thiên hà xa hơn rất nhiều. Này, một cái nón rộng vành. Ta hay gọi đó là chiếc mũ Mexico. Cái này gọi là gì? Thiên hà Sombrero. Tôi nói như thế có được không? Có thể so sánh nó với giải ngân hà không? Dần đó là thiên hà xoắn ốc. Bên trên ta thấy những nhánh. Nó sáng ở trung tâm. Cái này nó dày đặc hơn. Có nhiều gì sao hơn nữa. Những đám hình cầu, cả ngôi sao lâu đời và to. Xung quanh đó là gì thế? Những vì sao mới, nó hình thành ở chỗ nào có bụi và khí. Ta thấy rõ từ bán cầu Nam. Và các bạn thì sao? Các bạn có thấy được một thiên hà với cái kính viễn vọng nhỏ hay không? Với cái kính viễn vọng nhỏ, tôi đã xác định một thiên hà to, Andromeda. Kế bên dải ngân hà, nó cách nhau đến hàng tỷ tỷ km. Ánh sáng của nó đi mất 2 triệu năm ánh sáng trước khi chúng ta thấy được nó. Ta nói là nó cách trái đất 2 triệu năm ánh sáng. Không phải là cửa bên đâu. Năm ánh sáng. Trong một giây ánh sáng đi được 300.000 km. Trong một năm nó đi 9.460 tỷ km. Do đó một năm ánh sáng tức là 9.460 tỷ km. Tại sao đếm là năm ánh sáng thay vì là km? Nếu như ta phải đo bằng km, kích thước dải thiên hà của chúng ta sẽ là 946 triệu, không dễ chút nào. Nếu đo bằng năm ánh sáng thì thiên hà của chúng ta đo là 100.000 năm ánh sáng. Nhưng vũ trụ lớn hơn thiên hà rất nhiều lần, thì cách đo này sẽ tiện dụng hơn rất nhiều. Thiên hà của chúng ta là một trong 30 cái, trong đó có chòm sao thiên nữ, đám mây Magellan. Chúng hình thành nên một nhóm group Lorentz tản mát. Trên 4 triệu năm ánh sáng. Hơn nữa, nhóm group Lorentz gần với một cấu trúc lớn hơn, chòm sao thức nữ, cách đó 15 triệu năm ánh sáng. Những chòm như thế này có khoảng hàng ngàn cái. Một cách quy mô hơn, tất cả các chòm này hình thành nên sợi dây giao nhau. Trong mỗi sợi thì ta có khoảng hàng tỷ thiên hà. Không thể biết được vũ trụ dừng lại ở đâu. Có thể nó đã chấm dứt. Tuổi của nó có thể ước đoán là 13,7 tỷ năm. Trên thực tế, kính viễn vọng là một loại máy cho phép vượt lên trên thời gian. Nếu như ta quan sát một hành tinh nằm ở cách chúng ta một năm ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng của nó phải mất một năm mới đến được chúng ta. Nghĩa là ta nhìn thấy hình ảnh gì sau đó cách đây một năm. Ta đã vượt qua thời gian, hiểu không nào? Ta có thể vượt xa hơn nữa. Thế vũ trụ của chúng ta bao nhiêu tuổi nhỉ? 65 triệu năm. Cậu thấy nó khi mà lúc đó loài khủng long chưa biến mất trên trái đất. Thật khó tin. Ta có thể nhìn xa hơn, vượt qua nhiều thời gian hơn. Ta có kính viễn vọng với đường kính 8 mét, sẽ thấy bầu trời. Chỉ tới giới, tất nhiên rồi. Mấy chấm này là những ngôi sao à? Không, đó là những thiên hà. Tất cả mấy thứ này hả? Hàng ngàn. Tại sao chúng có màu khác nhau? Cậu vượt qua thời gian à? Các thiên hà màu xanh là những thiên hà gần chúng ta. Càng xa thì màu của nó càng đỏ. Các chấm đỏ là những thiên hà ở xa. Trước cổ, mình phải vượt qua thời gian bao lâu nhỉ? Lúc đầu 13 tỷ năm, các thiên hà tiếp tục cách xa nhau hơn. Vũ trụ đang bành trướng, nó phồng lên. Nếu như vũ trụ đang lớn ra, thì trước kia nó cũng nhỏ bé như một thiên hà à. Khá bé, trái đất. Nhỏ hơn nữa kìa, như quả dưa hấu à, nhỏ hơn, quả táo à. Jamie, thôi nào, thế câu trả lời là gì? Sự hình thành vũ trụ được chia làm 4 chương, nhìn qua nhé. Vũ trụ ở đây, hay trên các đám mây của Magellan, nó thực ra là những nguyên tử.
Một nguyên tử là một hạt nhân bao quanh bởi các electron. Chẳng mấy món trang trí lên nào, Marcel, ánh sáng, nhạc. Lúc đầu mọi thứ gần như là chẳng có gì. Một năng lượng khổng lồ tập trung thành một khối bé xíu, vật chất chẳng tồn tại. Áp suất nhiệt độ vô tận. Sau đó, vì những lý do mà ta chưa biết, vũ trụ đã nở ra. Vụ nổ Big Bang, thế là nó phồng ra. Chính giai đoạn này mà vật chất hình thành. Lúc đầu là các phân tử căn bản, electron, hạt quark, những hạt vật chất nhỏ nhất mà ta biết. Chúng hoạt động đủ khắp hướng. Chương 2, 1/100 cũng 1/1000 giây sau, vũ trụ đã to hơn, không còn là hạt đậu nhỏ nữa. Cũng kha khá với các hạt quark, chúng tụ lại thành ba cái để hình thành các proton và các neutron mà ta thấy trong nhân các nguyên tử. Chương 3 tiếp tục kéo dài trong 3 phút sau. Vũ trụ đã to hơn, nhiệt độ giảm với 1 triệu độ. Việc tác động các proton và neutron tụ hợp lại để hình thành nên nhân nguyên tử hydro và heli. Poursuit son expansion, la température diminue, elle atteint 1 million de degrés, l'agitation de la matière également. Eh bien, les protons et les neutrons vont en profiter pour se rassembler et former les noyaux des futurs atomes d'hydrogène et d'hélium notamment. Bon, mais maintenant, tu voudrais pas nous mettre un petit peu de lumière vào. Non, còn quá sớm, đó là một sự hỗn độn. Các hạt ánh sáng đụng vào các electron, vũ trụ trở nên mờ ảo, ta không thể thấy. Tình trạng này kéo dài hàng ngàn năm. Vũ trụ tiếp tục lớn hơn. Chương 4. Sau 380.000 năm, các electron bị các nhân tóm lấy. Chúng quay quanh các nhân, những nguyên tử đầu tiên hình thành. Hydro, heli, các proton không còn gây trở ngại. Vũ trụ trở nên trong suốt. Những tia sáng đầu tiên của vũ trụ xuất hiện, các photon không còn bị giam hãm. Chúng được thả tự do, từ đó chúng đã lấy dấu hiệu của vũ trụ cho đến lúc này. Các photon mang dấu hiệu này cho chúng ta. Ta có thể thấy ngày nay đó là bức xạ quá thạch. Một vết tích của vụ nổ Big Bang đã trở nên vô hình đến khi vệ tinh WMAP bắt được dưới dạng vi sóng. Đó là quan sát đầu tiên của chúng ta về vũ trụ. Đó là một vũ trụ con. Lúc đầu vũ trụ mờ ảo, chúng ta không bao giờ thấy được sự hình thành của nó. Vụ nổ Big Bang diễn ra khắp nơi trong quá khứ. Không tin được là chúng ta sẽ thấy một điểm nói lên vụ nổ Big Bang thứ nhất. Big Bang bao quanh chúng ta. Thật cuốn hút. Cho tôi hỏi, những gì sau đầu tiên, những thiên hà đầu tiên xuất hiện khi nào? Ta tới rồi, Brett, nhìn xem. Nhờ vào vệ tinh WMAP mà giọng nhỏ đã nói với chúng ta, các nhà khoa học đã tạo thành một hình ảnh bức xạ quá thạch. Chúng ta đang xem hình ảnh của vũ trụ như cách đây 380.000 năm sau Big Bang. Hình ảnh này nói với chúng ta rằng vũ trụ là một đám mây hydro và heli. Màu xanh, các vùng có nhiệt độ lạnh hơn và vật chất dày đặc hơn. Đó là các phân tử sẽ tích tụ cho đến khi xuất hiện những gì sao đầu tiên. Các phân tử của vật chất tích tụ lại là nhờ vào trọng lực. Trọng lực không có gì to tát cả. Đó là gì? Tất cả các vật thể hút nhau, như quả táo này và trái đất hút nhau. Trái đất có khối lượng lớn hơn, do đó quả táo bị hút về phía trái đất. Điều này đúng với tất cả mọi vật trong vũ trụ, bao gồm luôn cả hiện tượng lúc nãy. Vật chất là khí, bao gồm các nguyên tử hydro và heli. Trong vũ trụ này, các nguyên tử không được phân bố một cách giống nhau. Có những chỗ dày đặc hơn những chỗ khác. Với phần còn lại, nó cũng giống như cái cân vậy, chỉ cần một chùm sáng hẹp của cát để nó nghiêng. Với trọng lực, nó cũng giống như thế, chỉ cần đủ độ dày, nó cũng khá quan trọng, ở đây hay kia, để cho vật chất tập trung lại.
Cụ thể hơn, các nguyên tử hydro đều tập trung. Áp suất và nhiệt độ đã tăng lên, kéo theo phản ứng nhiệt hạch. Năng lượng sản xuất ra làm sáng các ngôi sao. Nhờ vào trọng lực mà các ngôi sao và thiên hà hình thành. C'est grâce à ce principe, la gravité, que les étoiles et les galaxies qui nous entourent se sont formées. Chúng ta đã thấy sự hình thành của những thiên hà đầu tiên. Chúng ta cùng xem qua với Branshaw, nhà vật lý thiên văn, làm thế nào mà các thiên hà có hình dáng như hiện nay. Vì lúc đầu chúng chẳng đều nhau và rất nhỏ bé. Người ta quan sát các thiên hà khi vũ trụ được 1 tỷ tuổi. Chúng còn nhỏ hơn cả những dải thiên hà hiện nay, nhỏ hơn gấp 10 lần và rất xù xì. Khác biệt so với những dải thiên hà của chúng ta, các thiên hà nhỏ không đều nhau đã đụng vào nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Nó đã mất 13,7 tỷ năm để làm được điều này. Chúng đã gặp nhau, các thiên hà hợp nhau, khí nén lại, các vì sao hình thành, các ngôi sao trong các thiên hà Progenitrix rơi xuống một vùng trọng tâm. Hình thành nên các yếu tố mà ta biết ngày nay. Khi hai thiên hà gặp nhau, ta thấy xuất hiện các thiên hà xoắn ốc. Đó là khi sự nóng chảy nhiều, nhưng chưa đủ để biến khí ga thành ngôi sao. Khí ở lại trong hình phỏng cầu, có thể hình thành nên thiên hà hình xoắn ốc. Sự gia giảm giữa các thiên hà ngày nay vẫn còn xảy ra. Andromeda và dải ngân hà của chúng ta tiến lại gần nhau với vận tốc 80 km một giây và sẽ chạm nhau trong 3 tỷ năm nữa. Tất cả khí đều phải tiêu thụ, chỉ còn để lại một dòm mát ướp to. Ta đang nói đến thiên hà hình elip, nhưng mà xung quanh các thiên hà có loại vật chất không nhìn thấy được. Nó sẽ là một trong những chất cấu thành nên vũ trụ, lỗ đen. Tớ vẫn tự hỏi trái đất đến khi nào mới hình thành. Kiên nhẫn nào để tạo ra các hành tinh có nhiều yếu tố lắm như là oxy, carbon, sắt, vân vân. Đó là rất nhiều những ngôi sao, chúng sản sinh ra các vật chất. Lúc đầu phản ứng nhiệt hạch biến đổi hydro thành heli, sau đó khi chẳng còn hydro nữa, phản ứng nhiệt hạch dừng lại. Không lâu lắm, nhờ vào trọng lực, khí heli sẽ bị ép, gây ra một phản ứng nhiệt hạch mới. Nó biến đổi heli thành carbon. Dần dần và dần dần, theo các phản ứng nhiệt hạch, vì sao tạo nên các yếu tố carbon oxy, azot, silic, sắt. Cuối cùng, đã đến lúc chẳng còn phản ứng nhiệt hạch nữa. Thế là sự suy sụp của các yếu tố gây ra một vụ nổ lớn. Enfin, arrive un moment où malgré la gravité, il n'y a plus de réaction thermonucléaire. Tất cả các yếu tố đó được dồn trong không gian. Chúng sẽ gieo hạt trong những vùng mới hình thành nên các ngôi sao thế hệ thứ hai như mặt trời và các hành tinh đi kèm. Sont propulsés dans l'espace, ils vont ensemencer de nouvelles régions à partir desquelles vont se former de nouvelles étoiles de seconde génération comme le Soleil. Mặt trời của chúng ta hình thành từ một vụ nổ lớn cách đây 5 tỷ năm. Các nguyên tử phân tán trong đám mây khí, tinh dần. Sau đó tất cả tập trung lại để hình thành nên mặt trời và chỉ để lại các mảnh vụn vật chất chung quanh. Chúng hình thành nên các hành tinh, những vì sao bé tí để gây ra phản ứng nhiệt hạch. Người ta cũng phát hiện ra các hành tinh chung quanh các ngôi sao khác. Tôi có một tin mới, người ta đã hướng kính viễn vọng đến gần trung tâm của thiên hà. Người ta đã tìm ra lỗ đen. Sao cơ? Lỗ đen à? Đừng lo. Người ta cũng đã xác định nó ở trung tâm của ngân hà, cũng như phim hoạt hình này vậy. Ta lặn vào vũ trụ. Nhưng mà lỗ đen, nó là gì?
Mais Jean-Pierre, un trou noir, c'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est noir? Đó là một hành tinh kỳ lạ có sức hút trọng lực lớn, đến nỗi nó hút các phân tử, ngay cả ánh sáng. Do đó, nó có màu đen vì nó phát ra ánh sáng. Làm thế nào để xem đó là lỗ đen à? Không, theo định nghĩa thì chúng ta chẳng thấy được lỗ đen đâu, nhưng mà nó được bao quanh bằng vật chất. Ở đây là đĩa khí. Trước khi biến mất, khí bị làm nóng lên rất nhiều, nó phát ra các tia bức xạ, đó là những gì ta thấy. Người ta phát hiện ra các lỗ đen nhờ vào vật chất phát sáng xung quanh. Có những chỉ dẫn khác, như hoạt động của các ngôi sao. Vâng, vì lỗ đen thúc đẩy các ngôi sao vào quỹ đạo của chúng ta. Ở đây, nó theo sau 15 năm, quỹ đạo của các ngôi sao gần trung tâm thiên hà vốn được đánh dấu bằng dấu thập này. Người ta nghĩ rằng khi có lỗ đen với dấu thập này, vì khi phân tích quỹ đạo, ta kéo theo sự tồn tại và khối lượng gấp 3 triệu lần so với mặt trời. Đó là lỗ đen sẽ gây ra sự gia tốc của ngôi sao này. Lỗ đen đó có phải là sự biến dạng của không gian? Đó là câu trả lời chính xác nhất. Jamy sẽ giải thích cho chúng ta. Jamy, lỗ đen đó là do không gian bị biến dạng à? Vâng, mà trước tiên là sự thu về. Lỗ đen hút lấy những thứ gần đó. Lực hút này ở đâu ra? Từ Newton, ta biết là các vật thể hút nhau, nhưng ta không thể thấy được vector của lực này. Không có dây giữa quả táo và trái đất. Với Albert Einstein, vũ trụ bao gồm, ta thấy là nó rất mềm. Các ngôi sao hành tinh, tất cả những vật đó làm biến dạng không gian trong ba chiều. Vật thể càng lớn thì nó càng bị biến dạng. Đó là do sự biến dạng đó mà các vật thể sẽ bị hút vào nhau. Lỗ đen rất lớn. Nó làm biến dạng không gian, hình thành nên một dạng giếng, hút lấy tất cả các vật gần đó. Un trou noir est extrêmement massif. Il déforme beaucoup l'espace. Il forme une sorte de puits vers lequel tous les objets qui traînent dans les parages sont attirés. Nếu như một lỗ đen nuốt chửng các vì sao, nó sẽ sáng lên. Không. Einstein giải thích rất hay. Các photon tức là các hạt sáng, khi nghỉ không có khối lượng. Nhưng mà trong không gian, chúng luôn vận động. Chúng có năng lượng, đó là E bằng MC bình phương. Khối lượng bởi vận tốc ánh sáng theo ô vuông. Nếu chúng có năng lượng, chúng sẽ có khối lượng. Do đó, chúng khá nhạy cảm với trọng lực. Ngay cả khi di chuyển với vận tốc km giây, chúng bị cái giếng này ngoạm lấy và không thể thoát ra. Et Jamy, tu veux savoir ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Écoute. Il y a deux hypothèses. Có cái gì ở đáy lỗ đen à? Có khi đáy của lỗ đen bị lấp lại như cái giếng, vật chất chất đóng lại nhiều vô kể trong giếng. Điều này không làm cho các nhà vật lý hài lòng. Một giả thuyết khác nói rằng đáy của lỗ đen được kết nối với một nơi khác trong vũ trụ bằng một sự biến dạng của không gian và thời gian, một lỗ sâu. Một bước chuyển không gian thời gian như trong phim, đó chỉ là một giả thuyết. Các lỗ đen các thiên hà được đóng dấu trọng lực, nó rất nguy hiểm. Tôi đóng cửa hàng. Hơn nửa ngày đến, ta đang nói về trọng lực, các vật thể hút nhau và vũ trụ lớn hơn, do đó trọng lực hay phát triển lớn hơn, ta phải biết. Trọng lực chỉ biểu hiện ở cấp độ thiên hà, với mức độ lớn hơn, vũ trụ lớn hơn. Không gian giữa các dòng thiên hà kéo giãn ra, vũ trụ phồng lên như quả banh. Nếu như chúng ta ở đây, những chùm thiên hà khác ở xa chúng ta. Nếu như các chòm thiên hà cách xa chúng ta, điều đó có nghĩa là ta đang ở trung tâm vũ trụ. Không hẳn thế. Nếu như ta xem chòm thiên hà khác, hay là ta có cảm tưởng là nó đang ở trung tâm.
Vũ trụ là như thế, chẳng có trung tâm. On a l'impression que c'est lui qui est au centre de l'univers. Eh bien, l'univers est comme ça, il n'y a pas de centre. Nhưng mà cái gì phồng lên như quả banh? Tớ. Thế cái gì làm cho vũ trụ phồng lên? Đó là thứ mà ta gọi là năng lượng đen. Năng lượng đen, lỗ đen. Hàng tỷ thiên hà chỉ là một phần một ngàn của vật chất và của năng lượng vũ trụ. Vận tốc của sự phát triển bắt đầu bằng cách thức thúc đẩy nhờ dòng năng lượng bí ẩn mà ta gọi là năng lượng đen. Nó cai quản năng lượng của vũ trụ, số phận của nó. Năng lượng này ưu tiên sinh ra nhằm tạo ra một dạng chống trọng lực, một hiệu ứng đẩy. Đó có thể là năng lượng rỗng. Cái gì ở xung quanh vũ trụ à? Une sorte d'antigravitation, c'est-à-dire donc un effet plutôt répulsif. Beaucoup pensent que c'est peut-être l'énergie du vide. Vũ trụ chứa tất cả, không có bên ngoài lẫn bên trong, nó chẳng chứa trong cái gì. Các nhà vũ trụ nghĩ rằng sự phát triển này sẽ tiếp diễn hoài đến khi vật chất bị giải tán. Ta có thời gian để hỏi. La plupart des cosmologistes pensent que cette expansion va se poursuivre indéfiniment, à tel point que les galaxies et la matière finiraient par se disloquer. Bon, mais d'ici là, on a encore le temps de se poser pas mal de questions. Et moi, tout à coup, je me sens toute petite, Hey, Jamie, et je sais bien que l'émission est presque terminée, mais j'ai encore plein de questions. Jamie, tớ vẫn còn nhiều câu hỏi. Lỗ đen nó màu đen à? Và các vũ trụ song song và lý thuyết những sợi dây? Không, không hỏi nữa. Ngắm cảnh nào. Tớ vẫn còn một câu. Trước Big Bang thì ta có gì nào? Tu me diras, Jamie. Il y en a une qui me vient à l'esprit comme ça. À, đúng rồi. Ta có gì? Tớ cũng chẳng biết.